Cá Hẩu, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Bình Bình nha. Hôm nay mình sẽ làm vlog review về bữa ăn tối tại Tim Tai Fung. Dân sành ăn thì không thể không biết đến đỉnh Tai Fung, chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới bởi món siêu lung bao. Tiểu lung bao là loại sủi cảo hấp, khi cắn ra sẽ có nước súp thịt bên trong. Nó có ngon như lời đồn không? Cùng đi theo Bình Bình nhé các bạn. Một cộng là có 5 chi nhánh nè các bạn. Đây, 5 chi nhánh của đỉnh Tai Fung toàn thế giới nè mấy bạn. Gõ lên bàn hai cái là để cảm ơn nha mấy bạn. Đây nè các bạn. Đây là những cái món mà ăn, những cái món mà ăn khai vị. Đây. Còn đây là mấy món lạnh. Còn đây là món đặc trưng ở đây là xỉu lông bao, là bánh bao gọi là gì ta, tiểu long các bạn, siêu lông bao. À, cái này là cái nhân nhân bình thường, là nhân original, là nhân thịt heo. Và một phần như vậy là có 6 cái nè mấy bạn, giá là 68 đồng một công, là khoảng 200 ngàn. Là nhiều món xíu mại và sủi cảo nè mấy bạn. Cái xíu mại này á là có gạo, cái này là có nếp giống như là xôi á, xôi nếp với lại thịt heo. Còn cái này là xíu mại tôm thịt. Có bánh bao đó nè mấy bạn. Bánh bao này là bánh bao thịt heo nè, mà cái này hình như là nó có cái nước sốt nữa đó mấy bạn. Giống như là mình cắn phải là nó có cái nước nó chảy ra. Này là món chay. Súp. Này là súp chua cay nè. Súp gà, súp bò và có cả hoành thánh nữa mấy bạn. Những cái này là hoành thánh mà nó cay á. Hoành thánh này là không có nước lèo nha, hoành thánh này là có sa tế nè. Cái này cũng vậy. Còn cái này là có nước lèo. Còn đây là menu rau xào. Rau xào, có rau muống nè. Còn đây là những cái mà mì trộn của người Đài Loan. Đây là mì nước. Cơm chiên đó nè mấy bạn. Mình nhớ cơm chiên ở đỉnh Tai Fung cũng ngon lắm. Rất là nhiều, rất là nhiều loại cơm chiên. Còn đây là mì nước. Ngoài ra thì ở đây còn có bánh bao nữa mấy bạn, bánh bao ngọt đó mấy bạn, có khá là nhiều nhân. Đây là nhân đậu đỏ nè, rồi nhân khoai môn. Giá cả ở đỉnh Tai Fung là dạng là thuộc hàng trung, là nó không phải là thuộc hàng là mắc tiền ở đây, nhưng mà nói chung là nó cũng là giá là cũng hàng trung đó mấy bạn, chứ nó không phải là một cái chỗ mà rẻ. Thì mình nghĩ là trong tương lai là chắc là Việt Nam là sẽ có đỉnh Tai Fung nữa, tại vì Việt Nam bây giờ hiện đang rất là phát triển. Đây là hai món ăn khai vị lên nè mấy bạn. Cái này là món gà xay xịn, cái này là nó có mùi rượu mấy bạn. Còn cái này là thịt heo ba rọi. Cái này thì nó như sợi bún, nó hơi dai dai, giòn giòn. Đói bụng mà nhìn mấy xưởng đồ ăn này hấp dẫn quá trời luôn mấy bạn. Cái này là mì gà nè mấy bạn. Này là hoành thánh, xỉu lùng bao và xíu mại nếp, mì tàn tàn. Cơm chiên với lại sườn heo cốt lết nướng. Hoành thánh mà người ta trộn với lại sốt sa tế. Bên trong á là có nhân hẹ với lại thịt heo. Khá là ngon. Và món chủ đạo là xỉu lòng bao, mình chấm giấm gừng nha mấy bạn. Để mình cảm biến nha mấy bạn. Nó bánh nước ở trong nè. Ngon mấy bạn ơi. Mình thấy á, ngon hơn ở bên Thái luôn. Điểm Tai Fung á mình ăn ở bên Thái rồi. Thấy hợp đồng ngon hơn bên Thái.
cơm chiên thì nó cũng giống như mấy quán mà mấy quán Nguyễn Hoa ở ở Sài Gòn mình đó, giống như quán Hoàng Thành ấy. Mấy bạn biết Hoàng Thành không? Bây giờ ở Sài Gòn ở ngay quận nhất nó cũng còn một cái Hoàng Thành đó, người ta đổi tên rồi là Ocean Palace. Mấy bạn thấy cái vị giống bánh bao nè mấy bạn ơi, cái này là bánh bao ngọt, không biết nó là những gì nữa để mình mở ra đây. Thêm một cái bánh bao ngọt nữa nè mấy bạn, mình thử cái này là nhân gì nha. Không biết này là nhân gì mấy bạn. À, nhân đậu đỏ. Ăn thử miếng nha. Ở đây gọi là cái này là ngọt vừa phải lắm. Bên này là cái lu sa bao ăn nó ngon thôi. Tổng cộng là 1.267 đô Hồng Kông nha mấy bạn, là cũng khoảng gần 4 triệu. Tuy là chỉ có những cái món mà bánh sủi cảo hấp với lại mì với lại cơm thôi, nhưng mà ăn cũng nhiều cho nên giá như là hợp lý á mấy bạn. Nếu các bạn thấy thích, hãy bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho Bình Bình nha. Nếu các bạn thích mình làm về chủ đề gì thì hãy comment ở phía bên dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Hãy chơi kiên, bye bye.